bột ngọt hay còn gọi là mì chính. Bột ngọt được dùng để làm phụ gia thực phẩm, nổi tiếng với khả năng làm tăng hương vị món ăn. Vì vậy, nhiều người đã nghiện bột ngọt như một thứ gia vị không thể thiếu trong bất kỳ món ăn nào. Từ xưa đến nay, nhà tôi hay sử dụng mì chính, nhất là các món xào. Vì sử dụng mì chính và các món xào thì món ăn được ngon hơn và đậm chất hơn. Nhà tôi nấu ăn thường hay cho mì chính. Quan trọng là lúc nấu ăn thì cho mì chính lúc nào thôi. Nếu mà nấu ăn mà không cho mì chính thì cảm giác thấy thiếu gia vị. Từng là nạn nhân của việc sử dụng bột ngọt nghi giả, trước đây đều đặn mỗi ngày trong bất kỳ mỗi món ăn này, chị Lại Lan Hương đều sử dụng bột ngọt như một loại gia vị không thể thiếu. Thế nhưng, sau một lần ăn phải loại bột ngọt nghi giả mua tại chợ, thì chị Hương thấy trong người xuất hiện những biểu hiện lạ, nên đã ngừng sử dụng loại gia vị này. Trước đây nhà tôi cũng ăn mì chính thỉnh thoảng ăn cũng ít thôi. Nhưng mà vì cái lần mà đi mua ngoài chợ một quán mì chính về, người ta nghi là mì chính dở, vì ăn xong thấy người cứ nôn nao, chóng mặt buồn nôn mà thấy tức ngực khó thở nữa. Thế nên từ ngày đấy là thôi mình không ăn mì chính nữa, nhà tôi chỉ dùng gia vị thôi. Nhà tôi không dùng mì chính bởi vì tôi thấy ngoài chợ bán rất nhiều gói mì chính to ấy. Là tôi không hiểu là nó thật hay nó giả nên tôi không dám dùng. Mà tôi chỉ dùng mỗi hạt nêm và gia vị thôi. Thực tế ghi nhận nhiều trường hợp cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, khó thở sau khi ăn các món ăn có nhiều bột ngọt kém chất lượng. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết luận của một số nghiên cứu, cho rằng nếu sử dụng bột ngọt giả sẽ có nguy cơ tiềm ẩn ngộ độc cho hệ thần kinh, ảnh hưởng tới sức khỏe. Về cái mì chính thì là một trong những cái phụ gia khi mà chúng ta sử dụng để chúng ta nấu cơm hàng ngày. Thì bản thân mì chính đó là thành phần chính của nó là muối và axit glutamic. Đối với cả trên thị trường bây giờ xuất hiện một số cái mì chính mang giả mà không phải là hàng thật ấy, thì nó có cái nguy hại nhất là gì? Nhất là mình không rõ được cái nguồn gốc xuất xứ của nó, mà trong khi đó cái người sản xuất hàng giả thì không hiểu là người ta sử dụng cái chất liệu gì để tạo thành mì chính. Do đó mà tùy thuộc theo cái góc độ của cái chất mà người ta sản xuất mì chính giả thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng khác nhau nếu như mà người dân mình ăn nó quá nhiều hoặc là ăn một chút xíu thôi, đôi khi nó có những cái tác dụng nó khôn lường. Có thể đơn cử như là sau khi ăn bệnh nhân có thể tiêu chảy, có thể gây hiện tượng ói mửa, tiêu chảy, thậm chí là choáng, sốc, tùy theo vào cái thành phần độc tố hoặc là thành phần hóa học ở trong mì chính giả đó gây nên. Quan trọng là cái thành phần đó người ta sản xuất là cái dẫn xuất chất tạo ra mì chính giả đó là chất gì, thì lâu dài nó sẽ ảnh hưởng kéo dài, sớm thì phản ứng ngay bằng cơ thể, còn lâu dài có thể gây ngộ độc, tổn thương các cơ quan ví dụ như là não hoặc là gan, là thường xuyên là sẽ bị. Các chuyên gia cũng cho biết trong bột ngọt có 13% muối natri, nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt khi sử dụng bột ngọt giả sẽ nguy hiểm tới những người mắc bệnh cao huyết áp, thận, tim và có hại cho cả những người khỏe mạnh. Thế nhưng thực tế lại rất dễ dàng mua được những loại bột ngọt như thế này. Người tiêu dùng lại rất khó để có thể phân biệt được thật, giả. Lựa chọn vì nó tăng hương vị cho món ăn, nhưng đó là với những loại bột ngọt được sản xuất với nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm định. Còn với những loại bột ngọt không rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, được chiết xuất đóng gói từ những bao bì mang nhãn mác Trung Quốc, thì người sử dụng cần hết sức cẩn trọng. Đối với cả lời khuyên của bác sĩ thì bất kỳ không chỉ là mỗi mì chính không, mà các phụ gia hiện tại sản xuất trên thị trường bây giờ thì mình nên dùng theo cái liều lượng của khuyến cáo của từng hãng sản xuất đưa ra. Ngay cả mì chính nói vậy thôi, nó là sản phẩm nghe chừng là quen thuộc, nên nếu sử dụng không đúng cách cũng sẽ gây ra những nguy hại nhất định. Ví dụ như đơn cử chúng ta không nên sử dụng mì chính đối với cả các thực phẩm nguội lạnh, cũng không nên sử dụng mì chính trong quá trình nấu đang đun sôi quá mà nó vừa phải thôi, thì nó đem lại tác dụng tốt, còn ngược lại thì nó gây ra những hậu quả nhất định. Bột ngọt đang được làm giả khá nhiều, gây hoang mang cho người tiêu dùng. Do đó, để nhận biết được bột ngọt thật hay giả, người dân cần lưu ý những điều sau. Đầu tiên là dựa vào bao bì. Bột ngọt thật có bao bì đóng gói đẹp mắt. Từng mép góc cạnh phẳng đều, được in và ghi rõ ngày sản xuất. Hạn sử dụng gồm 6 chữ số rõ nét. Bột ngọt giả đóng gói rất cầu thả, chất lượng bao bì kém, nên thường nổi những hạt nhựa thô ráp lên mặt bao bì. Tên thương hiệu bị lem nhem, không rõ hạn sử dụng, ngày sản xuất, nếu có thì cũng rất mờ. Đặc điểm nhận biết thứ hai,
bột ngọt thật có trọng lượng tịnh đúng như con số ghi trên bao bì của sản phẩm. Ngược lại, bột ngọt giả có trọng lượng tịnh thấp hơn con số trên bao bì. Quan sát bằng mắt thường, ta thấy bột ngọt thật các hạt đều nhau, không bị vỡ vụn. Bột ngọt giả không đều hay bị vỡ vụn nhiều. Nhận biết bằng cách hơi trên ngọn lửa, bột ngọt thật có mùi giống như mùi tóc, lông bị cháy. Còn nếu không có mùi gì hoặc có mùi lạ thì đó là bột ngọt giả. Nhận biết bằng cách pha bột ngọt với nước, bột ngọt thật sẽ tan hết trong nước khi quậy đều, còn bột ngọt giả sẽ không tan hết trong nước hoặc rất lâu mới tan.